Silver 110E114 đầu 18, hải quan chính ngạch, full máy 2, dọn sạch đẹp từ trong ra ngoài như cái xe thùng nha. Mình dọn 110 mẫu 22. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Rồi hôm nay đăng một mẫu 110 mẫu 202 cho các bạn mà dọn như xe thùng. Mấy ngày hôm nay cũng có để ý trên kênh YouTube thì khách có yêu cầu là dọn một con 110 mẫu 202 mà dọn như xe thùng đó nó sao. Thì đây hôm nay mình cũng cố gắng kêu anh em thợ của HK Team dọn một con để mà review lên cho anh em coi, hợp nhãn thì cứ liên hệ mua nha. Tại vì 110 thì mình dọn cũng đa dạng, đa phong cách. Bên mình thì luôn luôn có bao thay màu áo, bánh cầm, bánh mâm, khách thích miễn phí nha. Nên anh em nào cảm thấy hợp nhãn thì cứ liên hệ. Và ví dụ như thích cái xe mẫu như thế này, sạch đẹp từ trong ra ngoài như xe thùng kiểu này, mà thích áo xì bo 120 đỏ hay là xì bo 110 đỏ gì đó, nói chung là bên mình thì luôn luôn có bao thay màu áo. Còn bên mình thì dọn tổng quan thì nói chung là cửa hàng bán xe mà, thì mình cũng phải dọn đa phong cách, đa mẫu mã để cho anh em có cái sự lựa chọn. Nhiều khi khách thích xe nhưng mà thích cái màu khác. Nhiều khi cũng có khách nhắn Facebook mình hay gì hỏi: anh ơi em muốn mua chiếc xì bo màu trắng đỏ. Thì cái đó mình cũng thông cảm, tại vì nhiều khi người ta cũng chưa có rành. Nên luôn luôn là khi mình bán mình cũng nói rõ là bên mình có luôn luôn có bao thay màu áo, bánh căm, bánh mâm, giá trị tương xứng, là cửa hàng sẽ thay cho các bạn miễn phí. Nên anh em có thấy cái chiếc xe này màu bạc hay là màu tím hay là màu xanh gì đó mà anh em thích áo màu đỏ, cứ lấy chiếc xe này rồi thay áo đỏ là xong. Rồi xin nhắc lại nha, 110 đầu 18 hải quan chính ngạch, full máy 2 là full dàn lửa, lồng số điện, nói chung là full 2 á, full như xe 2 luôn á, nhưng mà mình đang đi áo 110 mẫu 202 thôi. Rồi anh em có cảm thấy hợp nhãn liên hệ mình nha. Xe này dọn cái máy dữ lắm tê nha mọi người. Với có đi một cái bô sơn tĩnh điện. Cái bô này thì tiền thân cũ của nó là cái bô gam, nhưng mà nó phê quá rồi nên sơn tĩnh điện lại cho đẹp luôn, nên cái tiếng bô hay lắm. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.